Mọi người thì bây giờ mình sẽ nhận một ca về An Giang cho mọi người. Thì hấp hối rồi mọi người. Đó. Bây giờ đang xen xe ở đường cao tốc mọi người. Xen xe ở đường cao tốc. Hấp hối rồi. Rồi giờ này mình mưa rồi mọi người. Gài cây lại chưa? Dạ rồi, con cảm ơn. Dạ rồi. Đây thì xe mấy chú ở Sài Gòn mọi người xe qua cho mình. Chú mấy chú cũng làm từ thiện nữa mọi người. Đó. Đi đi luôn chứ giờ. Dạ. Không vào gắn cái đó dịch không mình đó đâu đi gắn. Tự có gắn. Ba cầm quay cho luôn. Đấy thì lướt lên đi là ba mở oxy. Mở cửa bên hông đi. Mở công tắc ở dưới chú. Công tắc ở dưới á. Cảm ơn chú đây, chú dạ, về nha. Dạ rồi, con cảm ơn. Gia đình nó thấy chuyện này hết cái số 99 này. Gia đình gõ cửa hay là hoặc là lấy bộ đàm nè, nói. Chú nhắn vô đây. Alo. Có gì kêu con, nghe không? Chú nhắn thử, chú đè thì chú nói thử đi. Chú đè cho nó thử đi. Đè mất không? Alo. Nghe không? Đè cái đèn đỏ không? Đèn đỏ là đây. Cô. Đây. Alo. Cô đè xong rồi cô nói chuyện xong cô buông ra nha. Để coi con nói chuyện đáp lại. Dạ. Cô nói gì xong cô buông ra đi cái con. Tới tới mà lên cầu dân sống cho tôi hay nha. Rồi ok kêu người giúp. Rồi. Nhớ nha, cái này chừng nào mà hết hai lớp thở đủ không ta? Rồi, nhớ ngay chừng nào hết số 99. Nhớ tới cầu sống cho hay. Rồi ok. Vậy mình dậy lẹ lẹ nha. Mọi người thì giờ này mưa quá trời mưa rồi mọi người. Đó. Mưa quá trời mưa luôn. Kính nè mọi người. Đó. Rất đập chân mọi người. Giờ anh thì cũng đang bóp oxy mọi người. Đó thì ba mình chưa mua được bánh mì cho mình với ba mình ăn nữa. Thì thôi thì cố gắng chạy về nhanh để cho anh này kia mọi người. Còn mình tắt đèn nha. Để mình đi về không nè. Đó. Đồ có bánh hả? Ok thì có bánh ăn đỡ đi mọi người. Rồi về cho anh về tới nhà đi tính sau nha. Ok, giờ tắt đèn cho ba mình chạy nha mọi người. Mưa quá trời mưa rồi mọi người à. Mọi người thì kẹt xe mọi người. Kẹt khá là dài luôn mọi người. Công an đứng ngoài trước rồi mọi người. Đó, không biết em cái này gì. Gặp em nó đang hấp hối nha mọi người. Gặp anh đang hấp hối nha mọi người. Đó. Em có về tới nhà nào. Công an rồi mọi người. Đường mọi người. Dương mang xuống nhiệt đường.
Rồi mọi người, thì mình với ba mình cũng gần tới cầu Mỹ Thuận rồi mọi người. Thì giờ nãy mới ghé xuống chỉnh bình, chỉnh ống bình oxy đó mọi người. Tại vì hết oxy, bởi vậy mới chỉnh, ghé chỉnh lại. Không biết về nổi tới nhà không đúng mọi người. Đó thì nói chung là cầu mong là cho về tới nhà nha mọi người. Thì từ đây, từ chỗ mình đang đi nè mọi người, tới cầu Vàm Cống có khoảng mấy chục cây nữa đó mọi người. Đó, cũng khá là xa luôn á. Giờ này mới gần tới cầu Mỹ Hưng nữa. Giờ này mình với ba mình cũng khá đói luôn mọi người. Đó. Ok, thì bắt đầu đi thôi. Mọi người thì mình vừa mới đổ 500.000 dầu mọi người. Đó, 19 lít. Thì hết dầu rồi. Còn có tám mấy cây rồi mọi người. Giờ lần ba thì ba mình bơm bóng oxy. Rồi ok đi. Ok mọi người thì cũng đã tới nhà rồi. Video này hay, mọi người hãy bấm like cái kênh để ủng hộ mình làm những video mà hay ý nghĩa sắp tới nha mọi người. Bây giờ xin chào tạm biệt mọi người, bye bye.